Netizen Việt đề cử dàn sao tham gia Queen of Tears nếu có bản Việt. Ninh Dương Lan Ngọc được chọn mặt gửi vàng cho vai nữ chính của Kim Ji Won. Thúy Ngân hóa cô vợ tinh danh của em trai Hong Hae In. Lãnh Thanh và Quốc Trường có thể hóa nam trà xanh Jun Un Song. Trấn Thành được đề cử hóa thân thành chủ tịch Hong vì cái nết thích đóng vai đậm tuổi. Jennifer sau thời gian đi Mỹ trở về làm quý bà Grey lật mặt nhanh như bánh tráng. Riêng vai nam chính của Kim So Hyun chưa có ai phù hợp. Hiếu Thứ Hai đẹp nhưng không hợp, Nhan Phúc Vinh, Ngô Kiến Huy đều được nhắc tên nhưng chưa chắc diễn nổi. Là một trong những bộ phim hot nhất màn ảnh xứ Hàn thời gian gần đây nên lẽ dĩ nhiên Queen of Tears trở thành đề tài bàn tán rôm rả của cư dân mạng Việt. Bên cạnh tình tiết, nội dung phim thì netizen còn đang đề cử dàn sao Việt có thể tham gia Queen of Tears nếu bộ phim này được Việt Nam remake. Đầu tiên là nữ chính Hong Hae In do Kim Ji Won thủ vai. Để tìm được một mỹ nhân có cả nhan sắc lẫn khả năng cân đồ, phong thái sang chảnh thì thực sự khá khó. Một số netizen đã đề cử Phương Anh Đào, song cô diễn thì được chứ chưa chắc đã sang. Ngày đóng chiếm đoạt, độ sang của Phương Anh Đào còn thua Lương Linh thì việc cô có thể xử đẹp vai Hong Hae In là hơi khó. Thay vào đó, Ninh Dương Lan Ngọc là lựa chọn phù hợp hơn, bởi nàng ngọc nữ màn ảnh vừa có nhan sắc, diễn tạm ổn, khả năng cân đồ lại tốt. Lan Ngọc cũng từng đóng qua những vai tiểu thư giàu có, độ sang chảnh không hề thua kém Kim Ji Won. Vai nam phụ trà xanh Jun Un Song của Park Sung Hoon được netizen Việt tin tưởng giao cho Quốc Trường. Nhớ lại thời điểm nam diễn viên đóng vai Vũ trong Về Nhà Đi Con thì anh diễn nhân vật hơi đều đều cũng hợp đấy, nhưng đẩy anh vào hố của Jun Un Song lại có hơi ác quá. Hơn nữa, nếu nhìn quanh thì còn một mỹ nam khác phù hợp hơn, đó là Lãnh Thanh. Diễn xuất của anh chàng dư sức đóng vai nam trà xanh này. Bên cạnh đó, Lãnh Thanh cũng được đề xuất cho vai em trai của Hong Hae In. Và người sánh đôi bên em trai Hong Hae In bản Việt có thể là Thúy Ngân. Với vẻ ngoài xinh xắn, cũng từng đóng vai phản diện lẫn chính diện thì Thúy Ngân khá hợp với nhân vật này. Một trong những nhân vật gây ấn tượng nhất ở Queen of Tears là quý bà Grey. Tuy không nắm quyền và là trùng cuối như mẹ của Jun Un Song, song với những màn lật mặt như bánh tráng của Grey thì nhân vật này đã làm người xem vừa tức vừa buồn cười. Netizen Việt cho rằng, sau khi từ Mỹ trở về thì Jennifer Lê Giang là người phù hợp để đóng Grey. Với những màn tấu hài và khả năng diễn xuất vốn có, chắc chắn cô sẽ xây dựng một Grey thú vị như bản Hàn. Trấn Thành cũng là sao nam được nhắc tên trong Queen of Tears nếu có bản Việt. Với đam mê đóng vai đậm tuổi của mình, nam nghệ sĩ hài được netizen đề cử vào vai chủ tịch Hong hoặc ba của nữ chính. Với khả năng diễn xuất và hóa thân vào những vai già của mình thì việc Trấn Thành diễn ngon ơ những nhân vật này là điều có thể. Cuối cùng, nam chính Baek Hoon-gu của Kim So Hyun đến nay vẫn còn là ẩn số. Một vài netizen đề cử Tuấn Trần nhưng lập tức bị phản đối. Hiếu Thứ Hai vừa đẹp trai, khóc cũng đẹp, nhưng anh chàng này không hợp vai nam chính. Những Nhan Phúc Vinh, Ngô Kiến Huy đều được gọi tên, song để có thể gánh được Baek Hoon-gu của Kim So Hyun là điều không thể. Đây sẽ là nhân vật khó tìm diễn viên nhất nếu Queen of Tears có bản Việt.